Dạ chào chú, chú cho con hỏi là chú giới thiệu giúp con là họ tên, chú bao nhiêu tuổi và địa chỉ nhà chú ở đâu ạ? Chú là Phạm Trung Tiến, năm nay 64 tuổi, nhà chú ở 245 đường Hoàng Hoa Thám, phường 13 quận Tân Bình, chú là hiện là cán bộ quân đội nghỉ hưu. Dạ, thì trước khi chú tới hội trường trị liệu á, thì mình có vấn đề sức khỏe gì vậy chú? Chú thế này cũng có một cái cơ duyên nên nói với cháu là có bà dì ruột của vợ đã ngồi đây là năm nay 84 tuổi đã ngồi đây rồi. Thế một thời gian bà thấy rất hiệu quả, bà mới mách vợ chú là đến cái ngôi nhà này để sung điện. Thế chú thì chú là cán bộ quân đội cao cấp thì chú cũng nhiều khi chú cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng mà gọi là vui với vợ thì chú đi cho nó vui thôi. Nhưng mà trước khi đi chú cái gì cũng phải là người thực việc thực, chú đi xét nghiệm ở bệnh viện Thống Nhất. Thì chú cũng mấy cái bệnh thì cũng là cái mãn tính thôi, một là huyết áp, hai tiểu đường, mỡ máu. Thì ngày 29 tháng 5 2018 chú đi xét nghiệm ở bệnh viện Thống Nhất thì cái huyết áp của chú là 140/80 và tiểu đường là 7.7, thế còn mỡ máu là 5.8. đến ngày 9 tháng 8 2018 chú đi xét nghiệm lại có hơn 2 tháng thì chú thấy đường huyết của chú là còn có 5.9 và huyết áp là 120/70, mỡ máu còn 5.5. Thì bác sĩ ở Thống Nhất thì cũng không ngờ là sao này chú này có cái gì hay thế, thì bác ấy bảo là cái này cũng là chạy sung điện thôi, nhưng mà bác sĩ cũng khuyên bác là cứ vấn về là vẫn phải uống thuốc nhưng mà cho liều lượng nó nhẹ hơn và hàng ngày ăn ít cơm và ăn rau nhiều và tập thể dục. Đấy thì cái phương án của chú như thế thì chú thấy là rất hiệu quả trong cái thời gian vừa qua chú trị liệu ở đây. Chú thấy là cái quan điểm của người Nhật ấy là tất cả là cái vì sức khỏe là cái trên hết, tất cả là có sức khỏe là có tất cả. Thì chú là thấy rất hiệu quả như thế thì chú cũng có cái chia sẻ như thế. Thế nhiều người bảo chú là bây giờ ông này đi là chắc là để quảng cáo cho họ bán máy này, nhưng mà chú nói là thôi không có vấn đề được đâu, cái này các cháu ở đây các cháu hướng dẫn rất nhiệt tình, và công nghệ của Nhật Bản thì từ trước nay mình rất tin tưởng. Thế nên là chú ra đấy thì chú làm tại chưa bảo chú mua máy gì cả, nhưng mà chú thấy là có hiệu quả thì mong là bà con tất cả các bác mà là đến đây cứ ngồi thử, nếu mà có hiệu quả thì mời nhà có điều kiện, thật sự có điều kiện kinh tế thì mua về dùng để nó không ảnh hưởng về thời gian. Đối thời gian thì rất tốt, bác thấy là cái này là cũng là một cái rất quý. Bác cũng có cái cảm ơn về vấn đề cái công nghệ của Nhật Bản như này, mà bác thực tế là bác sức khỏe vừa qua như này bác chuyển biến rất tốt, bác rất mừng. Thế vợ bác là cũng đang ngồi đây, thế bây giờ đang hiện ở là bác nên là cũng bị thoát vị trí đệ, thế nhưng mà là leo lên cầu thang thấy rất đau, không thể đi được. Thế nhưng rồi ngồi đây có hơn 2 tháng rồi mà bây giờ chuyển biến rất tốt, đi lại được, không phải là đã khỏi hẳn nhưng mà thế là một cái hiệu quả. Thế thì cũng để hôm nay cũng là để chia sẻ nhân cái dịp ngồi đây thì cũng chia sẻ với các bác như thế. Dạ, trước đây thì chú không tin vô hiệu quả của cái thiết bị này, nhưng mà bây giờ thì chú thấy sao ạ? Cái niềm tin nói thẳng với chú là thế này, tức là chú thì người nhà chú là ở cựu chiến binh cán bộ thì đang ngồi một cái cơ ở cái đường Bình Giã đấy, là cái giường của Hàn Quốc ấy, ngồi ở nhà cũng thùm lên giờ thấy bà cũng không hiệu quả. Thế mà chú thì không biết thì cũng nó có cho từng cơ địa từng người thôi, nhưng mà riêng chú thì chú ngồi cái này thì chú đây so sánh ra cái của chú là có cái hai cái tờ là xét nghiệm với chú cái gì nó phải thực tế, chú nó cán bộ quân đội và tham mưu thì chú phải thực tế. Thế này chú so sánh thì riêng chú này hiệu quả, vợ chú cũng hiệu quả rồi. Thế chứ cũng không phải là quảng cáo nhưng mà thực sự là như thế. Thế còn bây giờ các cháu chưa biết là ở đường Bình Giã trước là của công nghệ của Hàn Quốc cũng là giường giúp được bao nhiêu, là cũng các bác các đến hàng ngày ra đến ngồi các thứ giờ cũng nằm và mấy tháng kết quả cũng bình thường, không hiệu quả lắm, nhưng mà thực sự cái này là có hiệu quả. Thế thì trao đổi với tim mình mới chia sẻ như thế. Dạ, vậy là bây giờ chú Tiến rất là tin ở hiệu quả của thiết bị CH rồi không ạ? Ok. Vậy thì con mong là chú hãy cố gắng trị liệu đều, và nếu được thì mình bị vấn đề về tiểu đường, huyết áp, mỡ máu thì mình hãy cố gắng mình trị liệu đúng quy cách, đúng quy trình thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn và tránh được cái biến chứng của tiểu đường chú nha. Dạ, rồi con cảm ơn chú Tuyến ạ. Chú xin cảm ơn ạ.